Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ test pin đi xe Evo 200 của VinFast. Xem pin của chiếc Evo này sẽ đi được tối đa bao nhiêu ha. Mình sẽ đi theo đúng thông số của bên VinFast mà người ta thử nghiệm ha. Là đi tốc độ 30 cây số trên giờ. Đó. Rồi mình đi có một mình thôi, mình sẽ test pin ha, để coi là pin của chiếc Evo này sẽ đi được bao lâu ha, bao nhiêu cây số. Rồi trước khi đi mình có mang theo những vật dụng này đi kèm này. Cái này là cái túi treo ở trước đầu xe để điện thoại hoặc là đựng đồ ha, cái găng tay để chống nắng ha, tai nghe không dây, pin sạc dự phòng, dây đeo chéo ở trước ngực, cái nệm này cho nó êm ha, nó đỡ êm mông. Ngoài ra là mình còn chuẩn bị một bình nước ha. Đây là chiếc xe Evo 200 của mình ha. Thật ra là chiếc xe của con gái mình đó, mình lấy mượn để test pin cho mấy bạn coi ha. Mình đã gắn hết mọi thứ lên xe rồi. Bây giờ mình khởi động xe cho mấy bạn coi nhé. Đó, các bạn nhìn rõ không? Bây giờ km của mình là 499 nhé. Còn pin đang là 100%, hôm qua mình đã sạc đầy rồi. Mình sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ 15 phút nhé, vào buổi trưa. Rồi nhiệt độ của pin là 31 độ này. Mình để chế độ Eco nhé. Và mình sẽ đi với vận tốc 30 cây số trên giờ thôi, để theo đúng thông số của bên VinFast ha. Bây giờ thì trời hơi nắng ha. Mình có mặc áo khoác, trang bị đầy đủ từ đầu đến chân để bắt đầu chuyến đi. Các bạn xem, các bạn coi, các bạn nhớ theo dõi vậy. Mình bây giờ mình sẽ đi hướng Long An ha. Mình đi hướng Long An để test xe, để coi đi được đến đâu thì mình sẽ quay đầu lại. Cái camera mình gắn ở trước ngực á thì nó mình không để ý thì nó bị cụp xuống nha. Các bạn coi, các bạn thông cảm giùm mình đấy, nó hơi bị cụp xuống. Chỉ thấy xe thôi, không có thấy đường nên hơi khó chịu, các bạn thông cảm nhé. Bây giờ là đang đi qua nghĩa trang Bình Hưng Hòa nha. Còn 1 km nữa là đến tỉnh lộ 10 rồi. Bây giờ là 27 cây rồi nha mấy bạn, đi được 27 cây rồi nè, pin là 89% nhé. Còn 6 cây nữa là đến thị trấn Đức Hòa nhé. Bên phải của các bạn là cái quảng trường đó. Chắc là quảng trường, nhìn đẹp ha. Đây là cầu Đức Hòa này. Mình đang đi trên đường thì thấy hai bên lùm cây tạo thành cái cổng, nhìn đẹp quá, rất là mát ha. Rồi bây giờ mình đi được 50 cây rồi nè, 50,8 cây số rồi, pin đã đi được còn 76% ha. Bây giờ 1 giờ 18 phút nè, mình đi được khoảng 50 cây thì mình dừng uống nước ha. Thế bây giờ đi cũng mệt rồi.
trời khá là nắng luôn. Nguyên 1 giờ trời khá là nắng. Uống xong rồi thôi đi tiếp đây. Bây giờ cây số là mình đã đi được là 63,9 cây ha. Đi còn 69%. Đi được 1 tiếng 48. Nhiệt độ pin là 38 độ C ha. Đi đường bụi mình phải lau cái camera lại cho nó đỡ bụi, nhìn cho nó rõ. Rồi, bây giờ mình đã đi được 89 cây rồi, pin còn 60%. Nên bây giờ mình sẽ quay đầu lại ha. Quay đầu lại về. Rồi mình vừa đi được 100 cây số nè. Số đẹp ha. Với 50% pin. Nên mình dừng mình uống nước. Vậy là cuối cùng cũng về đến nhà rồi nha mấy bạn. Ôi trời ơi, quái hết cả người luôn. Mệt lắm luôn nha mấy bạn. Rồi bây giờ mình cho mấy bạn coi đồng hồ ha. Đó, bây giờ mình đã đi được 180,6 cây số rồi nè. Đó, pin nhấp nháy luôn, chỉ còn 8% thôi. Bây giờ là 18:25 ha. Và nhiệt độ pin là 40 độ C. Ai, mệt hết cả người luôn. Các bạn chờ mình vô nhà rồi mình tính toán coi là đã đi được hết bao nhiêu cây số rồi nhé. Ôi trời ơi, đi mệt hết cả người. Người với mông rồi ê ẩm hết luôn. Bây giờ mông mình là cứng ngắc luôn nha mấy bạn. Cái khó nhất của mình là mình đi mình phải giữ ga 30 cây số, phải giữ ga đều ga nên rất là mỏi tay và rất là cực luôn, tay chân gì đều mỏi hết. Rồi km đầu mình đi là 499, km cuối là 679. Thì vị trí là đã đi được 180 cây số ha. Pin còn 8%. Thì vị trí là 1% pin sẽ đi được là 1,95 cây số. Còn 8% pin thì có thể là đi được 15 cây nữa nhé. Thì tính ra thì là tổng cộng 100% pin thì có thể đi được là 195 cây số, cũng gần bằng theo thông số của VinFast đề ra ha. VinFast bảo là xe này sẽ đi được 205 cây số, còn thiếu 10 cây nữa. Cũng có thể là mình đi không đều ga nên có thể là nó chưa đúng cho lắm, nhưng mà với 195 cây này thì tạm chấp nhận được ha.
Đi một lèo từ 11 giờ 25 đến 18 giờ 25, trời, đi 7 tiếng luôn. Ôi, đi còn nhiều hơn đi chiếc Bellic S của mình nữa. Ai quải là. Rồi mình vừa test pin xe Evo 200 của VinFast đi tối đa được bao nhiêu cho mấy bạn coi rồi nhé. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Các bạn có gì thắc mắc thì cứ comment ở phía dưới video clip này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.